Vâng, chào cả nhà mình nhá. Giờ 8 giờ 30 phút rồi. Thì Thanh Tùng lại xin phép lên sóng báo giá cho cả gia đình mình những dòng xe hiện đang có thể cho ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Đây. Chúc cả gia đình mình có buổi tối vui vẻ này. Qua làn sóng livestream này sẽ chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất nhá. Đây, rất là nhiều đầu xe đây để phục vụ anh chị quý vị nhà mình đây ạ. Đấy. Hôm nay thì bên em có về mẫu Toyota Vios 7 chỗ mới nhá. Đây. Có về mẫu Toyota Innova đây, 7 chỗ mới đây. Cho anh chị quý vị cùng quan sát ạ. Đây 2015 nhé, đăng ký là bánh 2017 này. Biển rất là đẹp luôn. Công ơi, Công, con Innova mới về à? Con này ở gần chỗ nhà em á. Biển đẹp, con này biển đẹp mà. 288 em biết rồi. Con này hôm nào em đi chở gặp. Nói cho bác gì đấy. Đây rất là nhiều đầu xe này mới về phục vụ anh chị quý vị mình ạ. Vâng, chào bác Trần Thị Thu Hàng này. Chào bác Khúc Văn Công này. Bác Khúc Văn Công vừa xem buổi livestream thì cho Thanh Tùng xin vài lời chia sẻ bác Khúc Văn Công ơi. Đây rất là nhiều đầu xe để phục vụ anh chị quý vị mình nhá. Đây. Vâng, cả nhà mình cho em xem âm thanh ánh sáng này ok chưa nhỉ, để đi vào livestream báo giá cho cả gia đình nhà mình ạ. Rất là nhiều đồng xe này. Vâng, chào bác Văn Hữu Nguyễn này, cháu Khúc Văn Công này, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình ạ. Đây, hôm nay nhà em có về một chiếc Innova này, đấy 2015 này. Đấy, form dáng mới về nhá. Đấy, anh chị quý vị nào mà quan tâm dòng Innova đời cao này thì hãy tham khảo cho em chiếc này nhé cả nhà mình nhé. Vâng, chào bác Đăng Cường này. Không zin cả xe, không lấy tiền. Vâng, chào bác Khúc Văn Công ạ. Chào toàn thánh chị quý vị mình ạ. Vâng, thì ngay sau đây em xin đi vào báo giá cho cả gia đình nhà mình những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em. Vâng, chào bác Ca Phạm này, chào bác Đăng Cường, chào cả gia đình mình nhá. Vâng, chào bác Trinh Văn Thanh. Trinh Văn Thanh này. Đây thì hôm nay bên em có về một chiếc Innova này 2015 này. Đăng ký đăng bánh năm 2017 với cơ tiền gửi đến chị quý vị nhà mình là 395 triệu đồng này. Tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, biển 34 Hải Dương nhá. Biển số vô cùng đẹp đây. 28282 đây. Đấy, biển số rất đẹp luôn. Xe không chất không lấy tiền nhá. Bản E xịn này 2.0 này. Đấy, 2015. La răng đúc phanh đi ABS này. Đấy, lốp lát thì còn mới. Xin nhan tích hợp trên gương và sườn xe rồi. Đấy, xe tư nhân chính chủ nhá. Không dịch vụ taxi này. Đấy, nội thất bên trong rất đẹp luôn. Xe về thì bên em còn chưa dọn dẹp gì đây mà đã đẹp như này rồi anh chị quý vị nhá. Vô lăng 4 chấu này, túi khí an toàn trên vô lăng này. Đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe này. Đấy. Trần đây ạ. Đây, trần vẫn là trần lỉ zin nguyên theo xe nhá. Ba đèn trần này, hai hàng điều hòa này. Đấy. 395 triệu đồng, Innova bản E 2015. Tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ đầu ạ. Anh chị quý vị nào mà đang quan tâm đến dòng Innova, đặc biệt là chiếc Innova đời 2015 này, thì nhấc máy lên gọi điện cho em với hai số hotline em đang để trên mình ạ, 0347 701 77 và 0343 540 999, để em tư vấn sâu hơn nhé. Mai thì em sẽ lên video giới thiệu chi tiết chiếc này hơn cho cả gia đình ạ. Vâng, cả nhà mình đang xem livestream, chúc cả gia đình mình có buổi tối vui vẻ này. Qua làn sóng livestream này hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý đi cả gia đình ơi. Cảm ơn anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ạ. Vâng, tiếp tới đây một mẫu xe mới về ngày hôm nay bên nhà em nhá. Đây, Hyundai Grand i10 này. Anh chị quý vị nào này, nhà mình mấy khung tiền đang là 245 triệu này. Xe tư nhân chính chủ 5 chỗ này, tiết kiệm nguyên liệu này, nhỏ gọn này. Thì hãy xem kỹ chiếc Hyundai Grand i10 cho em nhá. Đấy, biển tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. Na răng đúc lốp đáp mới, phanh đĩa ABS nhá. Bản này bản đồ này, bản đồ thì có phanh đĩa ABS này. Xin nhan tích hợp trên gương này. Vô lăng túi khí này, tích hợp nút điều khiển này, đề lỗ startup này. Đăng kiểm thì còn dài luôn. Đăng kiểm dài đến tháng 6 năm 2023. 245 triệu đồng. 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc Ấn Độ cho cả gia đình ạ. Đấy, Hyundai Grand i10 2014.
vẫn cạnh trước Hyundai Grand i 10 đời 2014 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình một mẫu xe đến từ nhà Honda đây. Chiếc Honda Civic đời 2009 này, động cơ 1.8 số tự động, 5 chỗ ngồi. Biển tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không ngập lụt nhá. Na răng đúc lốp láp mới. Phanh đi ABS này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. 285 triệu đồng xin gửi anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, 285 triệu đồng nhá. Nước sơn màu vàng cát rất là đẹp đây. Chào bác Anh Ngọc này, chào bác Ca Phạm, chào bác Nguyễn Vi. Chào bác Trịnh Văn Thanh. Chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Cái nhà mình đang xem buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ngày hôm nay. Thì hãy hào phóng cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream này hơn nhá. Để những anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu tìm những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng, hay thì hãy đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em để chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất ạ. Vâng, ok bác Anh Ngọc ơi. La Chetti Cedric. Vâng, La Chetti Cedric thì tạm thời bên em nó có 2 mẫu nhá. Thì em xem dựng ở chỗ nào thì em giới thiệu luôn cho bác Anh Ngọc trên làn sóng livestream nào. Vâng, ngay trước máy quay gần đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu La Chetti Cedric đây ạ. Đời 2009 này, đăng ký năm bánh năm 2010. Bản nhập Hàn xuất Trung Đông, 8 túi khí nhá. Vâng, 8 túi khí cho anh chị quý vị nhà mình. Đây. La răng đúc 17 inch mỗi bánh này. Đấy. Phanh đĩa ABS, nốp lát còn mới. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp rồi. Bản này là bản 8 túi khí này, xin gửi đến cả gia đình nhà mình này. Đấy. Cặp đèn pha thì độ lên là bi cầu siêu sáng siêu đẹp nhá. Đấy, form dáng thì vô cùng là dài này. Đấy, form dáng vô cùng là dài xe và trường xe này. Cam lồi, cam hành trình đầy đủ rồi. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn. 225 triệu đồng xin gửi anh chị quý vị mình ạ. Đấy, 225 triệu đồng cho mẫu La Chetti Cedric trước máy quay em đây ạ. Vâng, chào bác Hồng Dương này. Chào bác Hà Nguyễn Đình này. Chào bác Anh Ngọc, chào bác Nguyễn Văn Hữu nhá. Chào toàn thể anh chị quý vị các bạn nhà mình ạ. Vâng, chào bác Phong Nguyễn này. Cả nhà mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay thì hãy cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những video giới thiệu sản phẩm. Và vào 8 giờ khô 3 phút mỗi tối thì hãy hướng mắt lên điện thoại màn hình nhỏ anh chị quý vị nhà mình để theo dõi buổi livestream của em, để em cũng như được tư vấn và báo giá cho cả gia đình nhà mình ạ. Đằng sau chiếc La Chetti Cedric đời 2009 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình mẫu Toyota Vios nhá. Vâng, chào bác Bùi Thảo ạ. Có Civic không? Bác Bùi Thảo ơi, tiếc quá, Civic tạm thời nhà em bên đây chưa có hàng bác nhá. Bác cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Nào bên em về đầu Civic nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp với bác ạ. Vâng, em xin giới thiệu tiếp tục cho anh chị quý vị nhà mình mẫu Toyota Vios đời 2010 này. Đăng ký vào bánh năm 2011 với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 245 triệu đồng. 245 triệu đồng Toyota Vios bản E xịn này. Đấy, na răng đúc 4 bánh này, lốp lát thì còn mới, có phanh đĩa chống bó cứng ABS nhá. Đấy, xin nhan tích hợp trên gương này. Gương kính cụp xe điện. Vâng, những chi tiết như viền chân kính này. Đấy, đã được bóc được ốp lốp rất đẹp rồi. Trang bị cả vỉa che mưa trên cao này. Đăng kiểm thì dài này, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Bản E xịn 245 triệu đồng. Giá còn bớt sâu được thêm cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Khôi, chào bác Hà Nguyễn Đình, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Cả nhà mình ơi, đang xem livestream thì cho em xin 5-7 lượt tim, 5-7 lượt chia sẻ đi cả nhà mình ơi. Để lan tỏa buổi livestream này hơn nhá. Vâng, hôm nay thì nhà em có về một mẫu xe. Đây, mẫu xe Fiat đây. Với cửa tiền là 85 triệu đồng thôi. 85 triệu đồng cho mẫu Fiat Albe, một mẫu xe đến từ Mỹ đây. Xe Han này đầu đây, phân khúc hạng B nhé, form dáng châu Âu này, 85 triệu đồng này. Đấy, nước sơn màu vàng cát này. La răng đúc lốp đáp mới, phanh đi ABS này. Đăng kiểm khá là dài, đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022 này. Máy số này nội thất keo chỉ, gầm bệ cũng như cột keo zin. Đấy. Về bên em vẫn chưa dọn dẹp gì, cả nhà mình cùng quan sát đây. Đấy, sơn xi rất là đẹp đây. Fiat Albe 2005, 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi nhá. Anh chị quý vị nào mà đang quan tâm đến những dòng xe vài chục triệu thôi, 85 triệu đồng cho mẫu Fiat trước máy quay em đây ạ. Vâng, chào bác ô tô cũ Đức Chính này, chào bác Anh Ngọc, chào bác Đỗ Tới, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Cả nhà mình đang xem livestream thì hãy hào phóng lên cho em xin 5-7 lượt tim đi, 5-7 lượt chia sẻ đi. Cảm ơn anh chị quý vị mình rất là nhiều ạ.
Vừa rồi em đã giới thiệu anh chị quý vị mình mẫu Fiat đời 2005 với cửa tiền là 85 triệu đồng. Thì ngay trước máy quay em đây. Đây một mẫu La Chetti. Chiếc La Chetti đời 2008 này đăng ký là bánh năm 2010. Với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 155 triệu đồng. Vâng. 155 triệu đồng nhá. Xe đang là đầu phân khúc hạng B này, la răng đúc lốp láp mới này. Xi nhan trên sườn xe này. Tay nắm cửa viền chân kính ốp gương thì bọc lốp rất đẹp rồi. 155 triệu đồng, giá bớt sâu cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Tìm Y10 Moling 2016/2018 trả góp Hà Nội được không? Y10 và Moling tầm 2016/2018 thì bên em có hỗ trợ trả góp nhá bác nhá. Đây để em xem đầu Moling và Y10 đâu để giới thiệu cho bác nhá. Bác Đỗ Dương ạ. Rất là nhiều đồ sản phẩm đây để phục vụ anh chị quý vị nhà mình ạ. Đây Moling 2016 đây để em giới thiệu cho bác Đỗ Dương vài mẫu Moling 2016 nhá. Vâng. Đây trước máy quay em đây, em xin giới thiệu đến bác Đỗ Dương này cũng như toàn thể anh chị quý vị nào mà đang quan tâm đến những chiếc Kia Moling 2016 này. Đây. Kia Moling màu trắng đây, 2016 à. Động cơ 1.25 số sàn 4 máy đăng ký 5 chỗ ngồi này. Bản SI nhá, bản đủ này. Đấy. Xe được trang bị la răng đúc phay 4 bánh này, nốp láp mới, phanh đĩa ABS. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp đây. Biển tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương quan họ chữ tình này. Đấy. Xi nhan dạng mít tích hợp trên gương này. Đấy, rất là đẹp luôn. Máy số keo chỉ sơn si bao chất gia đình của mình nhá. Đầu đàm hình zin nguyên bản cho xe. Đấy. Nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh 2 chiều. Đấy, mắt lạnh luôn. 265 triệu đồng. Vâng, 265 triệu đồng nhá. Vâng, bác Đỗ Dương mà còn đấy bác Đỗ Dương ơi, bác mà quan tâm đến mấy mẫu Kia Morning 2016 bên em thì cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi để em tư vấn sâu hơn cho bác nhá. Vừa rồi là mẫu Kia Morning 2016 màu trắng này. Thì tiếp cho đây em xin giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình. Đây. Mẫu Kia Morning 2016 này, bản tiêu chuẩn màu vàng này, rất đẹp đây. Đấy. Xe được trang bị la răng đúc 4 bánh nốp đáp mới này. Đấy. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Máy số keo chỉ sơn si bao chất cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, đăng kiểm thì còn dài nhá. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. 215 triệu đồng. Bớt ngay 5 triệu đồng nếu anh chị quý vị mình mà quan tâm này, chốt được em nó trên livestream nhá. 215 triệu đồng, bớt 10 triệu đồng nếu mà quan tâm trên livestream này. Ok bác Đỗ Dương nhá, bác cứ giữ máy theo dõi cùng Thanh Tùng cùng chợ ô tô đầu mối Hải Dương và những khách hàng yêu thương nhá. Để xem có mẫu nào ưng ý thì bác chọn cho một mẫu bác Đỗ Dương ơi. Chào bác Giai Hải Dương này, chào bác Suối Nguyễn này, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào bác Khúc Văn Công, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình ạ. Tiếp tục đây, em xin lại giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình. Đây, một mẫu Kia Morning 2016 đây, đời cao đây. Đấy, nước sơn màu đỏ ớt đây, rất là cháy đây. 2016 này, đăng ký là bánh năm 2017. Động cơ 1.25 số sàn 4 máy này. Đấy, xe thì được trang bị la răng đúc, lốp láp mới nhá. Đấy. Cặp đèn pha đây. Công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này, còn mới còn đẹp này. 215 triệu đồng. 215 triệu đồng, bớt sâu được nữa cho gia đình mình. Đăng kiểm dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Đấy, tư nhân chính chủ này. Trước này thì bên em hồ sơ cầm tay rồi. Những thủ tục mà sang tên đổi chủ cho anh chị quý vị mình rất là nhanh thôi. Một lốt nhạc thôi nhá. Đấy, vô lăng hai chấu, túi khí an toàn trên vô lăng, đầu đài màn hình to rồi. Phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho quý vị nhà mình. 215 triệu đồng ạ. Vâng, cả nhà ơi đang xem livestream thì có những thắc mắc gì về xe này cũng như những thủ tục buôn bán cũng như sang tên đổi chủ bấm biển mới thì cứ mạnh dạn để lại phần comment cho em đi. Em sẽ tư vấn cho cả gia đình nhà mình về tất cả những mọi thắc mắc của gia đình mình nhá. Vâng, chào bác Nghiêm Khắc Song, chào bác Suối Nguyễn này. Chào bác ô tô Thanh Tùng này, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình ạ. Cả nhà mình ơi đang xem livestream thì hào phóng lên, hoan hỉ lên cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream mình hơn nhé. Cảm ơn anh chị quý vị mình rất là nhiều. Vâng, tiếp theo đây em xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình lại một mẫu Hyundai Grand i10 đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em ạ. Trước máy quay em đây là Hyundai Grand i10 đời 2014 này, đăng ký và lăn bánh năm 2016, động cơ 1.0 số sàn này. Đấy,
bản trước máy quay em đây là bản đồ này, bản đồ full kịch xin gửi đến chị quý vị nhà mình. Đấy, na răng đúc 4 bánh, phanh đĩa chống bó cứng ABS, gương kính cụp xòe điện này, đấy, gương kính cụp xòe điện nhá. Xin nhan tích hợp trên gương này, đè lổ startup, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng này. Các cổng như AUX này, USB thì đầy đủ rồi. Có cả cổng nguồn 12V, biển tư nhân chính chủ Hà Nội này. 240 triệu nhá. 240 triệu cho mẫu Hyundai Grandi 10 đời 2014 này ạ. Thay em xin quay một vòng ngoại thất cho anh chị quý vị mình cùng quan sát thêm ạ. Đấy, bản này là bản đổ lên đằng sau thì được trang bị thêm 4 mắt cảm biến chống va chạm này. Có cả cam lùi đằng sau này. Đấy, để anh chị quý vị nhà mình di chuyển là lùi một cách là an toàn mà tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra này. Xung quanh các kính thì được bọc phin cách nhiệt 3M rồi, tạo cái điều kiện thoải mái cho anh chị quý vị nhà mình di chuyển trên điều kiện thời tiết nắng nóng ạ. 245 triệu 2014, động cơ 1.0 số sàn ạ. Vâng, chào bác Bảo Quốc này, chào bác Bình Trần, chào bác Lục Tuyên, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình, những khách hàng thân thương chỗ ô tô đầu mối Hải Dương. Chúc tất cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay có một buổi tối hoan hỉ vui vẻ này. Qua làn sóng livestream này sẽ chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý để phục vụ nhu cầu của bản thân cũng như gia đình mình ạ. Cảm ơn anh chị quý vị mình rất là nhiều. Cạnh mẫu Hyundai Grand i10 đời 2014 với cửa tiền là 245 triệu đồng vừa rồi. Tiếp theo đây em xin gửi đến đại gia đình nhà mình một mẫu Kia Morning số tự động nhập khẩu với chiếc Hàn Quốc đời 2009 này, động cơ 1.0 số tự động nhé. Đấy, cả nhà mình cùng quan sát em phần ngoại thất bên ngoài đây. Mang nước sơn màu trắng sứ rất là đẹp đây cả nhà mình ơi. Đấy, nước sơn màu trắng sứ rất đẹp này. Vâng, chào bác cơ khí Tuyên Thám này, xe đẹp quá bác ơi. Cảm ơn bác cơ khí Tuyên Thám rất là nhiều ạ. Bác cơ khí Tuyên Thám vừa vào xem buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương thì hãy cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi bác Tuyên Thám ơi. Vâng, chào bác cưới hỏi Linh Đạo này. Chào toàn thể anh chị quý vị mình ạ. Các bác vừa vào xem buổi livestream thì hãy cho em xin một nút like cũng như một nút theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi ạ. Vâng, chào bác Quách Như Quách Văn. Vâng, xin chào, ở đây có phải là cùng chợ ô tô Xuân Hùng với Đức Chính không? Đúng rồi bác ơi. Đây, một khách hàng là vô cùng là chắc là vô cùng là theo dõi chợ ô tô đầu mối Hải Dương, vô cùng thân thiết đấy ạ. Vâng, chợ ô tô đầu mối Hải Dương đang có 3 kênh bán hàng trực tiếp nhá. Các bác đang xem là của chợ ô tô đầu mối Hải Dương này, do Thanh Tùng này, và hai kênh bán hàng nữa là do anh Đức Chính này và chú Xuân Hùng nhá. Cả nhà mình đang xem thì ủng hộ em cũng như hai kênh bán hàng của bác Đức Chính và bác Xuân Hùng là 5-7 lượt chia sẻ, 5-7 lượt like đi cả nhà mình ơi. Chào bác cưới hỏi Linh Đạo ạ. Ước mãi không đổi được xe 7 chỗ. Vâng, bên em có trao đổi cũng như ký gửi và kinh doanh cái dòng từ 7 chỗ nhá. Bác cưới hỏi Linh Đạo mà cứ tham khảo những mẫu bên em đi và liên hệ trực tiếp qua fanpage cho em nhé, xem có anh em mình có trao đổi được với nhau không anh nhé. Vâng, em xin tiếp tục báo giá những dòng sản phẩm hiện đang có bên em ạ. Đây, chiếc Kia Morning 195 triệu đồng, 2009, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đây, nước sơn màu trắng nhá. Đấy, 195 triệu đồng, giá còn bớt sâu được cho anh chị quý vị mình quan tâm ạ. Vâng, chào bác Nhàn Nguyễn này, chào bác Thanh Trương này, chào toàn thể anh chị quý vị mình ạ. Cạnh chiếc Kia Morning đời 2009 vừa rồi, tiếp theo đây với cửa tiền là 140 triệu thôi, 140 triệu đồng, sedan hai đầu phân khúc hạng B, La Chetti 2007 đây. Đấy, máy số keo chỉ sơn si còn chất này, la răng đúc lốp láp đẹp. Đấy, trang bị cả cánh gió thể thao phía sau đuôi đây, 140 triệu đồng xin gửi đến chị quý vị các bạn nhà mình ạ. Vâng, cả nhà mình ơi, hãy cho em xin những lượt tin đi, những lượt like đi, để lại những câu hỏi đi, để lại những comment đi, thì em trả lời trực tiếp trên làn sóng livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ngày hôm nay cho cả gia đình mình cùng tham khảo ạ. Vâng, vừa rồi là La Chetti 207, 140 triệu đồng rồi. Thì chiếc máy quay đây, tiếp tục em giới thiệu đến cả gia đình nhà mình. Granta, vâng, Granta nhập Hàn 2009 này, 135 triệu đồng, tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây. Đấy, sơn si, máy số keo chỉ chất đẹp nhá. Na răng đúc tăm 4 bánh này, lốp láp mới này. Đấy, mấy hôm nay trời nó hơi mưa nên xe nó hơi bẩn một chút thôi. Mai kia thì em sẽ cho ra rửa, sẽ dọn dẹp sạch sẽ để anh chị quý vị nhà mình trông nó sạch sẽ hơn một chút ạ. Vâng, chào bác cơ khí Tuyên Thám này, chào bác Lam Trần. Vâng, hello bác Lam Trần ạ. Vâng,
Chào bác Hà Nguyễn Đình này. Chào toàn thể anh chị quý vị mình. Nhà mình đang quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào, phân khúc tầm bao tiền, cứ mạnh dạn để lại comment đi để em được tư vấn và hầu hạ trực tiếp anh chị quý vị mình trên bước sóng livestream ngày hôm nay. Cạnh mẫu Gensa là 2009, em lại tiếp tục giới thiệu anh chị quý vị nhìn mình một mẫu Kia Morning đây. Kia Morning màu B 2016 đây. Đấy. 2016 nhá, biển tư nhân chính chủ 15A Hải Phòng đây. Đấy, xe được trang bị cặp đèn halogen chiếu sáng đa chiều cỡ lớn này. Vô lăng hai chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng. Đầu đài màn hình máy số keo chỉ cột keo zin. Đấy. Tay nắm cửa viền chân kính thì bọc lốc rất là đẹp đây. 215 triệu đồng trên gửi anh chị quý vị em mình. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi, đời 2016 nhá. Đời rất là cao đấy anh chị quý vị mình ạ. Đấy, nước sơn thì vô cùng đẹp. Chào bác Thái Ngô, chào bác Nhàn Nguyễn. Chào bác Lam Trần này. Chào đại gia đình chợ ô tô đồ với Hải Dương. Vừa rồi là cạnh mẫu Kia Morning đời 2016 này. Cạnh mẫu Kia Morning đời 2016, tiếp theo đây 2010, đăng ký làm bánh năm 2013. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc này, Kia Morning bản SLX này, bản đủ nhá. Đấy, bản đủ xin gửi anh chị quý vị nhà mình này. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất luôn, còn zin luôn. La răng đúc hoa mai 4 bánh này, có phanh đĩa ABS nhá. Bản SLX này, bản đủ này. Trang bị xi nhan trên gương này, gương kính cụp xòe điện này. Cửa tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 245 triệu đồng. Đấy, đăng kiểm dài Myanmar luôn. Tháng 1 năm 2023. Cam lùi cam hành trình đầy đủ, đều là auto. Long lạnh hai chiều rét buốt luôn. Cửa tiền còn giảm nhá. Cửa tiền còn giảm được cho anh chị quý vị mình ạ. Cả nhà mình cứ mạnh dạn comment đi, để lại câu hỏi đi để em tư vấn sâu hơn về những dòng sản phẩm bên em đang bày bán ạ. Chào bác Nguyễn Khắc Song, chào bác Khôi Nguyễn này. Cả nhà mình ơi, hãy cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi cả gia đình ơi, để lan tỏa buổi live stream mình hơn nhá. Lượt chia sẻ càng nhiều này, lượt tim lượt like càng nhiều này, lấy làm động lực để em giảm giá sâu các đầu sản phẩm bên em đang có. Có xe bán tải hai lắc không? Bác Thái Ngôi, hai lắc thì tạm thời bên em lại chưa có nhá. Nhưng bên em đang có hai chiếc bán tải Forger, một chiếc 209 và một chiếc 213. Đây để em xem hai chiếc bán tải ở chỗ nào nhỉ? Để em tư vấn cho bác Thái Ngôi nhá. Đây, chiếc Forger đời 2013, đăng ký làm bánh năm 2014, hiện đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Bên em với cửa tiền là 410 triệu đồng này. 410 triệu đồng. Vua bán tải Forger 2 cầu máy dầu, động cơ 2.2 số sàn này. Đấy, 6 cấp số tiến, 1 cấp số lùi. 410 triệu đồng. Đấy, 2 cầu máy dầu nhá. Sản xuất tại Thái Lan này, đăng ký làm bánh năm 2014 này. Đăng ký 5 chỗ ngồi. La răng đúc phanh đĩa ABS nốp láp mới này. Tay nắm cửa này, viền chân kính thì bọc lốc rất đẹp đây. Xi nhan trên gương. Máy số keo chỉ cột kèo nội thất zin này. Đầu đài màn hình to nhá. Đấy. Hai cầu máy dầu, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu cho anh chị quý vị mình. 2013. 410 triệu đồng ạ. Vâng, chào bác Hiên A Hiên này, chào bác Khắc Ngọc, chào bác Tôn Tâm, chào bác Băng Huế, chào toàn thể anh chị quý vị mình ạ. Đấy. Đây là bán tải này, Forger 2 cầu máy dầu này. Đây còn rất là nhiều đầu xe để phục vụ anh chị quý vị mình ạ. Thì ở chợ ô tô đầu mối Hải Dương, có địa chỉ là Nam Trung Nam Sách Hải Dương, gần cây xăng Minh Hiệp số 2. Anh chị quý vị mình mà quan tâm mà sâu hơn thì hãy đến trực tiếp bên em để xem xe, để chạy thử xe miễn phí nhá, để có cho mình những cảm nhận sâu sắc nhất về dòng sản phẩm mình đang quan tâm ạ. Vâng, tiếp theo đây em xin giới thiệu đến cả gia đình nhà mình. Đây, một mẫu Hyundai Grand i10 bản tiêu chuẩn đời 2014 này, đăng ký là bánh năm 2017, với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 195 triệu đồng. 195 triệu đồng đây. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi, vô cùng là chất, vô cùng là đẹp này. Đấy, la răng, đấy la răng sắt zin nguyên bản theo xe. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn nuột này. Xi nhan trên sườn xe 195 triệu đồng. Vâng, 195 triệu đồng cho dòng Hyundai Grand i10 đấy nhá. Bên em đang có rất là nhiều Hyundai Grand i10 này, từ bản tiêu chuẩn này, bản đổ, thậm chí là bản thừa luôn, bản full kịch cho cả anh chị quý mình cùng quan tâm ạ. Vừa rồi là Hyundai Grand i10 2014.
195 triệu đồng. Thì ngay sau đây em xin giới thiệu đến cả gia đình nhà mình một chiếc Matiz đây. Một dòng xe nhỏ gọn tập lái này, tiết kiệm nhiên liệu, động cơ 0.8 số sàn này. Đời 2007, xin giới thiệu đến cả gia đình nhà mình. Đây một dòng xe tập lái đây. Matiz SE 2007 này. Máy số keo chỉ sơn si còn bao chất nhá. Mà cửa tiền là chỉ có 65 triệu đồng thôi. 65 triệu đồng anh chị quý vị nhà mình đã có ô tô để di chuyển này, tránh mưa tránh nắng, phục vụ mọi nhu cầu của gia đình mình rồi. Đấy. Anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu tập lái này, chọn ra dòng xe nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu này, tránh mưa tránh nắng này, thì chiếc Matiz, chiếc máy quay hôm nay là vô cùng phù hợp cho cả gia đình mình nhá. Ok bác Thái Ngô ơi, khi nào có xe bán tải hai lắc máy dầu gọi cho anh. Ok anh Thái Ngô nhé, cảm ơn anh Thái Ngô rất là nhiều này. Chúc anh Thái Ngô buổi tối vui vẻ nhá, ủng hộ em bằng 5-7 lượt chia sẻ đi anh Thái Ngô ơi. Bên cạnh chiếc Matiz nhỏ gọn đời 2007 bộ 5 chỗ vừa rồi, tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình đây một chiếc Tucson. Vâng, chiếc Tucson, chiếc máy quay em đây đời 2009 này, CUV 5 chỗ gầm cao máy thoáng đây, động cơ 2.0 số tự động nhé, gửi đến gia đình nhà mình này. Đấy, la răng đúc 4 bánh phanh đi ABS này. Đấy, xe đăng kiểm thì còn rất là dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Đấy, động cơ 2.0 nhá. Đấy, máy xăng gửi anh chị quý vị nhà mình, số tự động này. Đấy, rất là đẹp luôn. Máy số keo chỉ bao zin cho cả gia đình nhà mình. Cửa tiền là 355 triệu đồng. 355 triệu đồng, giá còn bớt sâu nữa cho gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Tuấn Phạm, chào bác Hà Nguyễn Đình này, chào bác Tâm Ngôn, chào bác Đinh Văn Viện, chào toàn thể anh chị quý vị khách hàng của mình. Cả nhà mình ơi đang xem live stream thì cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi live stream này hơn ạ. Để lấy làm động lực vào khung giờ là 8:03 mỗi tối em lại xin phép lên sóng cũng như báo giá cho cả gia đình nhà mình và tương tác trò chuyện cho nhà mình về những dòng bên em đang có nhé. Chắc Quách Như Quách Văn, con Innova bên cạnh màu xanh bản đồ hay là bản con đây à, đây hả anh, đây đây hai chiếc Innova nhá bác Như Quách Ngọc này, quan sát luôn em giới thiệu luôn cho bác nhá. Đây chiếc máy quay em đây, chiếc Innova đời 2010, đăng ký làm bánh năm 2012, động cơ 2.0 số sàn, đăng ký 8 chỗ ngồi này. Bản chiếc máy quay này, hai chiếc bản chiếc máy quay em đây. Đây, bản G xịn nhá. Đây bản G xịn này, bản đủ full kịch của gia đình mình này. 2010 này, bản G này. La răng đúc lốp láp mới, phanh đi ABS này. Đấy. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều nhá. Nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh hai chiều rét buốt luôn, hai hàng điều hòa này. Vô lăng 4 chấu, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng, đằng sau thì trang bị cả hai mắt cảm biến chống va chạm nhé. Bản G xịn này 278 triệu đồng. Vâng, 278 triệu đồng nhá. Bác như Quách Văn ơi, bác quan tâm đến hai mẫu Innova này thì nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Sau buổi livestream này em sẽ tư vấn thêm một sâu hơn cho anh về hai mẫu Innova này ạ. Cái mẫu Innova đời 2010 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu Innova đời 2008 nhá. 2008 bản G này, đấy bản G này. Tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu đấy, biển vẫn 4 số luôn. Đây cái mình cùng quan sát này, biển vẫn 4 số luôn. Xe để được trang bị la răng đúc lốp láp mới, phanh đi ABS này. Vô lăng túi khí này, tích hợp vô lăng túi khí rồi, có cả đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe này. Đấy. Con này thì 240 triệu, 240 triệu gửi đến chị quý vị nhà mình. 2010 278 triệu đồng. 2008 này 240 triệu đồng nhá. Vâng. Bên em thì vẫn nhận buôn bán và trao đổi cũng như ký gửi các dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng. Anh chị quý vị nào quan tâm thì hãy đến trực tiếp bên em để xem xe và tham khảo xe cả gia đình mình ạ. Vâng. Vừa rồi là hai chiếc 7 chỗ này, hai chiếc Innova 7 chỗ 2010 và 2008 rồi. Thì ngay trước máy quay đây, lại một sản phẩm đến từ nhà Toyota mà vô cùng quốc dân đây. Vios 2010 này, động cơ 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi này. Đấy, lồi đồng cố đá mà phá không chịu hỏng đây. La răng đúc 4 bánh lốp láp mới này. Đấy. Sơn xi sạch sẽ rồi, mang lớp sơn màu vàng cát rất là đẹp đây. Xin nhan trên sườn xe, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. 216 triệu đồng. Vâng, 216 triệu đồng nhá. 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu.
động cơ VVTi đâu, ăn từ 5 lít rưỡi đến 6 lít trên 100 km đường trường cho anh chị quý vị các bạn ạ. Đây, đây rất là nhiều đầu xe này của dòng Toyota đây. Đồ đồng cối đá để giới thiệu đây anh chị quý vị nhà mình ạ. Đây. Chào bác Thành Nguyên Văn Thành này, chào bác Hà Nguyên Đình, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình ạ. Cả nhà mình ơi đang xem livestream thì hãy ủng hộ em bằng 5 7 lượt chia sẻ đi cả nhà mình ơi. Cảnh mẫu Toyota Vios đời 2010 vừa rồi. Tiếp theo đây, lại một chiếc Innova này 2008 này, động cơ 2.0 số sàn bản G, em xin gửi đến gia đình mình nhé. Đây, 2.0 số sàn bản G này, la răng đúc 4 bánh này, phanh chống bớ cứng ABS rồi. Đấy, những chi tiết tay lắm cửa này, viền chân kính thì bọc lốc rất là đẹp đây. 268 triệu đồng xin gửi đến chị quý vị mình, 268 triệu đồng. Xe tư nhân chính chủ 34 Hải Dương đây, 4 mùa không ngập lụt nhá. Máy số này keo chỉ này, cột keo zin, cầm bệ vô cùng chắc chắn, không bục mọt nhá. Đấy, 7 chỗ quốc dân xin gửi gia đình nhà mình. Vâng, cạnh mẫu ơi, vừa em đã giới thiệu anh chị quý vị mình 3 mẫu Innova này. À 4 mẫu Innova chứ nhỉ, 4 mẫu, 2 mẫu 208 này, 1 mẫu 2010, 1 mẫu 2014 rồi. Thì tiếp theo đây, 1 mẫu 207 này, bản tiêu chuẩn em xin gửi gia đình nhà mình này. Innova bản tiêu chuẩn 207, động cơ 1, động cơ 2.0 số sàn. Đấy, bản tiêu chuẩn nhưng được lên la răng đúc này. Đấy, cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Máy số keo chỉ này, sơn xi thì chất này. 175 triệu đồng xin gửi đến chị quý vị nhà mình ạ. Đây, vâng, cạnh mẫu Innova 2007 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình một mẫu La Chetti Cedric ạ. Vâng, La Chetti Cedric này, biển tư nhân chính chủ Hà Nội nhé. 2010, đăng ký là bánh năm 2011, động cơ 1.6 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi đây. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi bao chất cho anh chị quý vị nhà mình. 1.6 số tự động này. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, la sáng đúc 4 bánh, lốp lát thì mới này. Xin nhan tích hợp trên sườn xe anh chị quý vị mình cùng có thể thấy đây. 255 triệu đồng. Vâng, 255 triệu đồng xin gửi đến gia đình nhà mình. Thì ở đầu Cedric bên em tạm thời đang có hai chiếc màu đen này. Anh chị quý vị nào nhà mình đang quan tâm đến một dòng xe nhập khẩu này, vô cùng là dài xe này, trường xe đầm chắc, thì Cedric là sự lựa chọn vô cùng hợp lý cho cả gia đình nhà mình. 255 triệu đồng giá hai chiếc gửi đến gia đình nhà mình ạ. Vâng, rất là nhiều đầu xe nhá. Vâng, anh chị quý vị nào mà ở gần chợ ô tô đầu mối Hải Dương thì đến trực tiếp bên em xem xe này. Bác nào ở xa một chút này thì cứ đặt cọc cho em tối thiểu từ 5 đến 7 triệu. Bên em ship xe tận nhà cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo, cùng xem xe, nếu mà không ưng ý bên em xin hoàn lại tiền và nhận lại xe cho cả gia đình mình nhá. Đấy, rất là nhiều đầu xe này và những mẫu xe để phục vụ anh chị quý vị mình này. Vâng, chào bác Dũng Âm Thanh này. Bác Dũng Âm Thanh vừa mới vào thì cho em xin 5-7 lượt tim đi, 5-7 lượt chia sẻ với bác Dũng Âm Thanh ơi. Cảm ơn bác Dũng Âm Thanh rất là nhiều nhá. Vâng, tiếp theo đây với cửa tiền là 165 triệu đồng. 165 triệu đồng cho mẫu Kia Morning đời 2010 này, đăng ký là bánh năm 2011, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc với nước sơn màu trắng sữa đây. Đấy, màu trắng sữa rất là đẹp đấy nhá. Đấy, cặp đèn pha này còn sáng còn đẹp này. La răng đúc 4 bánh, phanh đi ABS, đăng kiểm dài, đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022. Đấy, một dòng xe nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu này, 1.0 số sàn này. Đấy, anh chị quý vị nào mà đang lựa chọn cho mình một mẫu xe nhỏ gọn này, tiết kiệm nguyên liệu này, máy số điện đóm thì dễ bảo trì bảo dưỡng này, thì lựa chọn chiếc Kia Morning 2009, chiếc máy quay kém đây là một sự lựa chọn vô cùng phù hợp nhé. Chào bác Lại Triệu này, chào toàn thể anh chị quý vị khách hàng vừa vào này. Cả nhà mình ơi đang xem live stream thì cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi live stream mình hơn nhé. Cảm ơn anh chị quý vị mình rất là nhiều ạ. Cạnh mẫu Kia Morning đời 2010 vừa rồi. Vâng, chào bác Phạm Trích, chúc một ngày đẹp trời lại gặp lại Thanh Tùng nhé. Ok bác Phạm Trích ạ, cảm ơn bác Phạm Trích rất là nhiều nhá. Bác Phạm Trích vừa vào thì cho cháu 5-7 lượt chia sẻ đi bác Phạm Trích ơi. Chúc bác Phạm Trích có một buổi tối vui vẻ này. Con làn sóng livestream này thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý đi ạ.
cạnh chiếc Kia Morning 2010 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình, đây một chiếc Hyundai Grand i10 bản đồ nhá. Đây Hyundai Grand i10 bản đồ đời 2014 này, đăng ký là bánh năm 2017 này. Với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 245 triệu đồng. 245 triệu đồng. Động cơ 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi, bản đồ full kịch này. Xe là trang bị la răng đúc đề lổ sáu tốc tốp này, xi nhan trên gương, đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022. Cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 245 triệu đồng ạ. Đây nhà mình có thể quan sát một phần ngoại thất bên ngoài với em đây. Máy số keo chỉ sơn si chất nhá. Đấy, thân vỏ bên ngoài liền lạc này, không cong vênh, không bóp méo này. Cam kết anh chị quý vị nhà mình, những sản phẩm từ chợ ô tô đầu mối Hải Dương đưa đến tay người tiêu dùng này, không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước, cũng như là không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý nhá. Đấy, đấy, Hyundai Grand i10 bản đồ thì được trang bị cả 4 mắt cảm biến chống va chạm phía sau đuôi đây. Đấy, có 245 triệu đồng thôi, một chiếc xe tư nhân chính chủ này. Xin gửi anh chị quý vị mình. Biển thì biển thủ đô này, biển 30A thủ đô Hà Nội phố rồi ạ. Cạnh chiếc Hyundai Grand i10 vừa rồi, tiếp theo đây Thanh Tùng lại giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình một sản phẩm đến từ nhà Hyundai đây. Hyundai Getz đời 2009, đăng ký và lăn bánh năm 2010. Với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 145 triệu đồng. 145 triệu đồng. Tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, biển vẫn 4 số đây, 89K Hưng Yên đấy ạ. Hyundai Getz này, nhỏ gọn tiết kiệm này, bền bỉ này, đời 2009 nhá. Đấy, em xin quay phần nội thất bên trong này. Đây, vô lăng 3 chấu này, túi khí an toàn trên vô lăng, đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe nhá. Trần da này và ghế lễ vẫn zin nguyên bản theo xe. Cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 145 triệu đồng. Vâng, các bác nào đang quan tâm đến dòng Hyundai Getz này, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, nhỏ gọn này, thì hãy quan tâm đến chiếc Hyundai Getz màu xanh nước biển trước máy quay em đi ạ. 145 triệu đồng thôi, cả gia đình mình ạ. Đây, rất là nhiều đầu xe để phục vụ cả gia đình mình ạ. Hyundai Getz này, đây vừa rồi là những mẫu sản phẩm đến từ nhà Hyundai này. Đây em xin giới thiệu cho cả gia đình mình 3 sản phẩm nữa đây, 3 dòng Hyundai i10 đây. Đấy, Hyundai i10 2014. Tiếp theo đây giới thiệu đến gia đình mình nhá, 2014 này, động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, 235 triệu đồng bản đủ. 235 triệu đồng bản đủ nhá. Đấy, la răng đúc lốp láp mới, xi nhan trên gương, gương kính, cụp xe điện, đăng kiểm dài miên man luôn, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023 này. Đấy, 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc Ấn Độ. Máy số keo chỉ sơn si gầm bệ, vô cùng chất, vô cùng đẹp rồi. Miễn bàn về độ chất này. Đấy, 2014, 235 triệu đồng. Cạnh chiếc Hyundai Grand i10 đời 2014 thì em lại tiếp tục giới thiệu cho anh chị quý vị mình, đây một chiếc Hyundai Grand i10 đây, 2016 nhá. 2016, đăng ký lên bánh năm 2018, 250 triệu đồng. Đấy, nước sơn màu trắng sứ rất là đẹp đây. Xe là trang bị 4 la răng đúc này, con này thì lốp lát mới cả già luôn, mới được thay một dàn lốp mới này. Xi nhan trên sườn xe này, đấy, gương kính cụp xe điện. Cửa tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 250 triệu đồng ạ. 250 triệu đồng. Vâng, cả nhà mình ơi, đang xem livestream thì có những thắc mắc cũng như gì cần em tư vấn không thì cứ mạnh dạn comment đi, để em tư vấn trực tiếp trên bức sóng livestream ngày hôm nay cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Mọi thắc mắc gì tư vấn thì cứ để trên comment này, hoặc bác nào muốn sâu hơn một chút nữa thì cứ gọi trực tiếp qua hai số Zalo em đang để cho mình ạ, 0347 701 777 hoặc 0343 540 999, hoặc đến trực tiếp chợ ô tô đầu mối Hải Dương để xem xe và chạy thử xe miễn phí nhé. Bên em có hỗ trợ ship xe trong 100 km thì sẽ miễn phí cho cả gia đình mình ạ. Rồi, cạnh mẫu Hyundai Grand i10 2016 vừa rồi, tiếp theo đây em xin giới thiệu đến cả gia đình nhà mình, đây một mẫu Hyundai Grand i10 nhé, 2015, đăng ký lăn bánh năm 2018, biển tư nhân chính chủ 20 Thái Nguyên đây. Đấy, bản này bản đồ nhá, bản đồ này, nước sơn màu trắng này. Chủ thì được xe được chủ độ lên cặp đèn pha đây, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu đây, rất là đẹp nhá. Xi nhan trên gương, la răng đúc đốp náp mới, phanh đi ABS. Đây lổ sờ ta tốp rồi, đăng kiểm còn dài. Tháng 12 năm 2022 này. Cam lồi, cam hành trình đầy đủ rồi, 250 triệu. Động cơ 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi 2015 đây.
Vâng anh chị, quý vị nào mà đang quan tâm đến dòng nhờ các bạn tiết kiệm nguyên liệu Hyundai Grand i10 thì hãy nhấc máy lên gọi điện cho em đi. Bên em rất là nhiều đầu Hyundai Grand i10 nhá. 2015 này, 2014 này, 2018 này, 2016 này. Cửa tiền đâu đó loanh quanh là 260 triệu đến 230 triệu thôi. Để phục vụ anh chị quý vị nhà mình ạ. Cạnh mẫu Hyundai Grand i10 2015 vừa rồi. Tiếp theo đây em giới thiệu anh chị quý vị mình một mẫu xe đến từ Nhật đây. Mazda 626, vâng Mazda 626. Động cơ 2.0 số sàn. Đời 2004 đăng ký 5 chỗ ngồi đây. Sedan hai đầu phân khúc hạng B nhá. Đấy, nước sơn màu đen rất là đẹp đây. Rất là mạnh mẽ này. La răng đúc phanh đi ABS này. Cặp đèn pha này, trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. 2.0 số sàn này. Máy số keo chỉ zin nhá. Đờ có 140 triệu đồng thôi anh chị quý vị mình ạ. 140 triệu đồng. Mazda 626 2004 xin gửi anh chị quý vị mình. Vâng. Cạnh chiếc Mazda 626 đây. Rất là nhiều sản phẩm để giới thiệu anh chị quý vị nhà mình nhá. Đây. Vâng, với nước sơn màu vàng chanh đây, em lại xin giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình. Đây, một chiếc Kia Morning. Kia Morning màu vàng chanh 2014. Đăng ký là bánh năm 2015. 165 triệu đồng. 165 triệu đồng nhá. Biển tư nhân chính chủ 89 Hưng Yên đây. Đấy, sơn si này, máy số keo chỉ vô cùng chất, vô cùng đẹp. Đấy, nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều rét buốt luôn. 165 triệu đồng, đăng kiểm 1 năm nữa, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Các anh mình cùng quan sát em đi ạ. Đây, máy số keo chỉ sơn si rất là đẹp đây. Chào bác Nguyễn Lê này, chào bác Hà Đình. Chào bác Hà Nguyễn Đình này, chào toàn thể anh chị quý vị khách hàng mình. Chào bác Lam Huynh KK. Chào những bác mới vào nhá. Cả nhà mình ai vừa vào thì hãy cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi ạ. Cảm ơn anh chị quý vị gia đình nhà mình rất là nhiều ạ. Tiếp theo đây với nước sơn màu đỏ đô này, em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu Gentex này. Gentex 2009, động cơ 1.2 số tự động, 5 chỗ ngồi này. Đấy, nước sơn màu đỏ đô rất là đẹp đây. Xe thì mang biển tư nhân chính chủ Hải Dương này, với cửa tiền là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng anh chị quý vị bạn nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc này, la răng đúc lốp láp mới này. Đấy. Xe được đăng kiểm còn dài đến tháng 12 năm 2022. Đấy. Trang bị cả option cửa sổ lock trên cao đây. 235 triệu đồng, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn. Sấy gương sấy kính đủ cả rồi. Đấy. Giá cả còn thương lượng nhá, bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình. Chào bác Đình Điệp. Vâng, chào bác Nguyễn Quang Vinh này. Vâng, chào anh Nguyễn Quang Vinh ạ. Chúc anh Nguyễn Quang Vinh có buổi tối vui vẻ này. Qua làn sóng livestream này hãy chọn cho mình một mẫu xe ưng ý đi bác Nguyễn Quang Vinh ơi. Đấy, rất là nhiều đầu xe để phục vụ anh chị quý vị mình nhá. Cạnh mẫu Gentex đời 2009 rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình một mẫu Accent này. Một mẫu Accent đến từ nhà Hyundai đời 2009. Động cơ 1.4 số sàn 5 chỗ ngồi. Với cửa tiền của anh chị quý vị nhà mình là 160 triệu thôi. 160 triệu cho một xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc nhá. Máy số này keo chỉ sơn si vô cùng là chất, vô cùng là đẹp luôn. Đây, nhà mình cùng quan sát với em đây. Giá còn thương lượng, còn bớt được cho anh chị quý vị nhà mình về những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Vâng, thì vừa rồi em đã giới thiệu khá nhiều đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương rồi. Anh chị quý vị nhà mình mà có quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào cứ mạnh dạn để lại comment cũng như bình luận đi. Vào khung giờ 8:30 mỗi tối thì bên em vẫn vui lòng, vẫn hạnh phục vụ anh chị quý vị nhà mình trên những làn sóng livestream để cũng như báo giá và tương tác cho cả gia đình nhà mình ạ. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Quang Vinh rất là nhiều. Chúc shop buôn may bán đắt. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Chúc anh Nguyễn Quang Vinh này và gia đình có một buổi tối vui vẻ này. Vâng, chào bác Hà Nguyễn Đình. Có Hyundai Getz tầm 5 chỗ nhập khẩu hơn 100 triệu không? Hyundai Getz nhập khẩu hơn 100 triệu thì đây bác tham khảo cho em hai mẫu Hyundai Getz bên em đang có nhá. Đây. Hyundai Getz 209 này, 145 triệu đồng đấy, anh tham khảo với em nhé. 209, 145 triệu đồng này. 1.0 số sàn này.
máy số keo chỉ sơn CG này. Đấy, 145 triệu đồng anh nhá. Đấy. Anh Hà Nguyễn Đình mà có quan tâm bên Hyundai Getz thì cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Em xem một chiếc Hyundai Getz nữa nhà em đang ở đâu để em tư vấn tiếp tục cho anh Hà Nguyễn Đình ạ. Chiếc kia cũng cửa tiền là 145 triệu đồng anh Hà Nguyễn Đình nhá. Đây anh giữ máy đi. Để em giới thiệu anh này. Em xin tiếp tục giới thiệu đến bác Hà Nguyễn Đình nhá. Đây, lại Hyundai Getz tầm hơn 100 triệu đây. 145 triệu đồng. Hyundai Getz 2010 này, động cơ 1.0 này. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn này. Đây, hơn 100 triệu của bác đây nhá. Đăng kiểm còn dài luôn, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023 này. Đấy. 145 triệu đồng này. Hyundai Getz nhập Hàn nguyên chiếc này. Động cơ 1.1 nhá. Đây, đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe này. Vô lăng túi khí này. 145 triệu đồng. Vâng, chào bác Nguyễn Quang Vinh. Tìm Vios màu kem hoặc màu vàng cát số san. Đây để em trả lời tất cả những comment của anh chị quý vị các bạn nhà mình ạ. Chào bác Lâm Lâm i10 số tự động. Bác Lâm Lâm i10 số tự động thì tạm thời để bên em chưa có bác Lâm Lâm nhá. Đây nếu mà số tự động này tầm cửa tiền bằng i10 đây. Bên em có chiếc Gen 6X này. Bác Lâm Lâm ạ. Chào bác Huy Tạ Văn có con Innova là tầm 200 không? Innova tầm 200 à? Đây. Innova tầm 200 đây. Innova 2007 số bản tiêu chuẩn đây, động cơ 2.0 số sàn đây. 180 triệu nhá bác Huy Tạ Văn nhá. Bác quan tâm thì nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Giá còn bớt sâu nữa cho bác ạ. Vâng, bác Lâm Lâm ơi, bảo bác đang quan tâm bên dòng i10 tự động thì cũng có nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Nào mà có thì em sẽ gọi điện trực tiếp cho bác hoặc là em sẽ tư vấn cho bác về những đầu xe số tự động bên em đang có nhá. Xem bác Lâm Lâm có ưng ý được mẫu nào không ạ? Ok bác ạ. Chilen táo chất này, chốt i10 số sàn. Bác táo chất liên hệ chắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Để sau buổi livestream này em sẽ làm việc sâu hơn với bác táo chất nhé. Cảm ơn bác táo chất rất là nhiều này. Vâng, anh nào mà đang tìm Vios này. Đây, Vios màu vàng cát đây. Vios màu vàng cát anh ơi. Đây, 2010 này. 216 triệu đồng này. Động cơ 1.5 số sàn. Đăng ký 5 chỗ ngồi đây anh nhé. Đấy, anh quan tâm cho em mẫu này này. 216 triệu đồng, giá còn bớt được cho anh ạ. Tư nhân chính chủ đây, 34A Hải Dương 4 mùa không ngập lụt đấy nhá. 216 triệu đồng thôi, tư nhân chính chủ này. Vâng, chào bác Phạm Ngọc này. Vâng, cảm ơn bác Phạm Ngọc rất nhiều này. Cửa hàng bán hàng uy tín, vâng ạ. Chợ ô tô đầu mối Hải Dương này, một địa chỉ vô cùng uy tín, vô cùng tin cậy cho anh chị quý vị nào nhà mình mà đang quan tâm đến những dòng xe mà đã qua sử dụng nhá. Các bác cứ mạnh dạn để lại bình luận đi, để lại comment đi. Hoặc là nhắn tin trực tiếp với qua fanpage cho em. Để em được tư vấn sâu hơn về những dòng sản phẩm anh chị quý vị mình quan tâm ạ. Chào bác Đoàn Diễm My này. Chào bác Aha này. Vâng, chào bác Nguyễn Quang Vinh. Chào toàn thể anh chị quý vị mình. Vâng, các bác nào mà có mẫu nào mà đang quan tâm mà em chưa kịp tư vấn này thì cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cũng như hai số Zalo em để trên mình ạ. 0347 701 77, 0343 540 999. Để em gửi những hình ảnh, những video review chi tiết sản phẩm cho anh chị quý vị nhà mình. Đây, rất là nhiều sản phẩm nên gửi anh chị quý vị mình. Đây, rất là nhiều sản phẩm anh chị quý vị mình nhá. Chào bác Đại Anh có ghét nào không? Ok bác Đại Anh ơi, đây ghét đây. Đây, Getz 2009 này, động cơ 1.0 số sàn này. Đấy, máy số keo chỉ bao zin cho anh nhá. Đấy, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu đây, biển vẫn 4 số nhá. 145 triệu đồng, vâng, 145 triệu đồng, giá còn bớt được cho anh ạ. Đấy, anh có quan tâm mẫu này hồi em nhá, anh Đại Anh ơi. Đấy, Hyundai Getz đây, lớp sơn màu xanh rất đẹp đấy ạ. Vâng, chào bác Lăng Nguyễn này. Chào bác Đinh Văn Viện, chào toàn thể anh chị quý vị mình ạ.
Đây để em giới thiệu tiếp những sản phẩm đang bên em đang có để anh chị quý vị cùng quan sát nhé. Rất là nhiều sản phẩm đây. Innova bên cạnh thì bao nhiêu vậy? Chào bác Quy, Tạ Văn, Innova bên cạnh. Vâng, con bên cạnh đây, con này đời đời 2008 này. 2008 nhé, 265 triệu đồng anh nhé. Con này là bản G xịn này. Đây, bản G xịn này. Đấy. Anh Huy, Tạ Văn mà có quan tâm Innova, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Em sẽ gửi cho anh những hình ảnh video trực tiếp nhé. Con này 265 triệu đồng này, bản G xịn này. Đấy, 2008 này. 2009 này, à 2007 bản tiêu chuẩn 175 triệu đồng. Đấy. 2008 tiếp tục đây. Đấy, bác nào quan tâm Innova đây, 2008 này. 240 triệu đồng này. 2010 này. Đấy, 2010 278 triệu đồng. Đấy, rất là nhiều Innova nhá. Bên em có mà về một chiếc đời 2015 hôm nay mới về đấy. 395 triệu đồng ạ. Chào bác Hà đặng cho xem xe Vios 2 đời 10. Chắc là Vios 2010 bác Hà đặng ơi. Đây Vios 2010 đây. Bên em có vài chiếc cho em gửi tư vấn cho bác này. Đây 2010 đây. 245 triệu đồng bản E-Xịn đây, động cơ 1.5 số sàn đấy nhá. Tư nhân chính chủ Quảng Ninh đây. Nước sơn màu đen này, la răng đúc, lốp đam mới, có phanh đĩa ABS nhá. Nội thất ghế da điều hòa lỏng lạnh hai chiều rất buốt luôn. Đăng kiểm này còn dài này. Tháng 11 năm 2023. Anh chị quý vị mình quan tâm mẫu nào nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho em. Đem được tư vấn sâu được cả gia đình ạ. Vâng thì vừa rồi em cũng đã giới thiệu tất cả những đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Anh chị quý vị mình còn thắc mắc nào thì cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em. Vâng bây giờ thì em xin kết thúc buổi livestream tại đây. Xin chào và gặp lại anh chị quý vị mình trong những buổi livestream tiếp theo.